của cải trắng và cà rốt này Lan Anh đều gọt vỏ rồi. Và bây giờ mình tiến hành là đó, dùng cái dao hai lưỡi kéo từng lát mỏng để riêng ra. Rồi bỏ nửa thìa cà phê muối, tương tự mình cũng bào cà rốt y thế các bạn. Bỏ vào đây một ít nước lạnh. Mình có gói mì cứ gấu đỏ, mì gà, sữa phở này các bạn. Đó. Mình bỏ trong nước lạnh nha các bạn. Tiếp tục bỏ một gói gấu đỏ nữa. Hai gói tất cả. Rồi. Mình sẽ ngâm hai gói mì này trong nước lạnh. Sử dụng cái gia vị của nó để tí nữa mình xào nha các bạn. Xào hai gói mì. Cà rốt thì sau khi gọt vỏ thì mình dùng dao hai lưỡi và mình cắt mỏng ra này. Đây mình có một quả ớt tím, một quả ớt đỏ, ớt cay hết đó các bạn. Và củ cải trắng đây. Củ cải trắng và củ cải đỏ. Củ cải trắng thì Lan Anh cũng cắt lát như thế. Đây là rau cải á các bạn, rau cải mình lấy phần phần thân thôi nha các bạn. Hành tây này các bạn. Hành tây mình sẽ xắt ra như thế. Ớt thì Lan Anh sẽ chẻ 4 làm 2. Xắt dài ra này. Quay lại với gói mì của mình đó các bạn. Rồi, đây, mình sẽ xếp như thế này, không có xếp dài. Mình không xếp dài nha các bạn. Mình cũng để im thế và xếp hơi nghiêng cái này thôi. Đó. Đó, mì tôm của mình á. Thì mình ngâm mì tôm chỉ như thế này thôi. Là mình ngâm trong nước lạnh nha các bạn. Đó, bây giờ mình gỡ ra cái này và mình đổ ra ngay các bạn. Như thế này là vừa rồi. Đó, để cho cái sợi mì nó còn cái độ cứng mà tí mình xào nó ngon á các bạn. Là mình ngâm trong nước lạnh. Bây giờ mình đi đổ ra cái vợt, đổ ra cái rổ để ráo nước, không có rửa nghe các bạn. Đây, chắc ra cái vợt như này rồi để ráo nước. Hành tím thơm thì bỏ thịt xay vào. Thịt xay thì không có tán nhỏ ra để nó... Mình bỏ vào tủ lạnh cho nó hơi cứng cứng rồi đó, thì mình chỉ có đó. Đó Lan Anh chia ra làm nhiều miếng, nhiều viên như thế này thôi cho nó nhanh lắm mà. Đó. Mình đậy vung lại mà lớn lửa lên xíu, một túi gia vị nha các bạn. Rồi mình túc hết cái gia vị ra đây. Đây, đây là một túi gia vị trút được chừng này nè các bạn. Đó. Một túi gia vị Lan Anh trút được chừng này. Đây vào đây, 1/4 thôi nha các bạn. Rồi. Để thêm tí nữa cho chắc chắn nha các bạn. Nước dầu là nghe các bạn, chưa có nước mỡ nè. Bỏ vào đây một quả trứng gà. Lửa nhỏ xuống như các bạn. Nhón tay vào cái muối tiêu mà cái gói muối ở trong đây. Nhón tay vào cái muối này một xíu thôi các bạn. Đó. Đây anh bỏ được 2 lần rồi. Muối bột canh ở trong gói mì. Rồi. Cái trứng này ra các bạn.
Bây giờ mình dùng một gói dầu sa tế của cái mì tôm này các bạn, một gói thôi nha. Bỏ hành tây vào, chả có mình khúc rất là mỏng nữa các bạn. Cái thìa này mình bỏ tiếp 1/4 nữa. Rồi bỏ củ cải vào, bỏ củ cải bóng vào, bỏ vào lửa chín nước máy. Cố tình để cái cải này nó dài dài, tí nữa nó giòn giòn, nó chín nó mềm mà nó giòn giòn ăn ngon đó các bạn. Chứ nó không là anh đã cắt ngắn rồi, mình cố tình để nó dài dài tí. Cho cộng cải nó chín nha các bạn. Còn một ít đã bỏ thêm ít muối một canh nữa. Chín hết rồi, mình bóc hết cái này ra, vớt rau ra và chừa lại trong chảo một ít nước nha các bạn. Lan Anh bỏ thêm một thìa dầu ăn. Rồi rồi bây giờ mới to lửa lên nha các bạn. Cái thìa mà hồi nãy còn dính xíu muối á, vét hết xuống, không bỏ thêm nha, mình chỉ dùng một bì muối thôi. Tí nữa lạc thì ăn thêm ớt tương rồi các bạn, chứ nhiều muối quá nó mặn nha các bạn. Bản thân cái sợi mì này nó cũng mặn rồi. Nhanh tay cho vào đây khoảng một thìa tương ớt, một thìa ăn canh tương ớt nha các bạn. Tí ai ở ngoài thích thì ăn thêm nha. Mình xào giòn mì không có trộn đều tương ớt cho nó thấm các bạn. Mình không có bỏ, không có ngâm nước sôi hay luộc nước sôi gì hết thì mì nó mới giòn nha các bạn. Cái sợi mì đây là sợi mì gà sợi phở này các bạn. Đó, mình dùng gấu đỏ mì gà sợi phở mình xào các bạn. Bật lửa càng to như càng tốt nha, do anh đã hoàn thành cái mì. Bây giờ mình tắt bếp nha các bạn. Là anh sẽ trình bày mì ra. Bên này mình sẽ bỏ rau xào nha các bạn. Mình sẽ bỏ rau xào lên đây. Đó, các bạn thấy hấp dẫn không? Rau xào của mình tươi, ngon, màu sắc nguyên vẹn. Đó. Rồi, bên này mình bỏ một ít. Rồi gác cái trứng lên đây nha. Bên này bỏ một ít. Một ít thịt viên, thịt bằm mà mình xào đó hồi nãy đó, bỏ lên đây. Thiếu một ít hành ngò nữa là hấp dẫn ha. Do mình đi về muộn á, mình làm những cái món đơn giản cho ở nhà các bạn. Đó, giờ mình sẽ chụp nha. Sau thời gian vào bếp đó các bạn, đó Lan Anh đã hoàn thành cái dĩa mì tôm xào. Vì là mình đi công việc về muộn quá nên lấy trong tủ ra, nó có cái gì xào cái nấy các bạn. Đó, đây là món mì tôm xào của Lan Anh nè, xào cấp tốc á. Cảm ơn các bạn đã vào bếp với Lan Anh nha. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.